Sáng ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho một số hộ dân tái định cư thuộc dự án khu đô thị và nhà ở cựu viên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, cùng dự có đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Phạm Văn Diện, Ủy viên quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Dự án khu đô thị cựu viên đã thực hiện được hơn 20 năm. Tuy nhiên Do những vướng mắc khác nhau, 87 hộ dân tái định cư thực hiện dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau nhiều nỗ lực của quận và các sở, ngành, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, những vướng mắc đã được tháo gỡ. Đến nay, có 3 hộ đã hoàn thiện xong hồ sơ, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là hộ các bà Bùi Thị Mai, Bùi Thị Mến và Nguyễn Thị Huyền. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ tập trung cao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn lại có nhu cầu đảm bảo quyền lợi cho công dân các cấp ngành tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để các hộ dân biết và thực hiện là một trong ba hộ dân tái định cư thuộc dự án khu đô thị và nhà ở cựu viên được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt này bà bùi thị mai bày tỏ sự vui mừng